Xin chào cả nhà, hôm nay là 15 tháng 2 năm 2022. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về hàng, đó là nguồn Zidane 6024 nhé, phục vụ các bác này. Hôm nay về thì có hơn chục bộ thôi, cũng không có nhiều. Cái mẫu nguồn này của bên em thì nó bao có mặt nguồn này. Bác nào mua lẻ thì em bán hết nhé. Bán mặt nguồn này, mua cục nguồn này bên em bán này. Đây. Hiện tại thì lô này của em nguồn là nguồn RD1200 trừ 68 này. Điện áp đầu vào là 200 đến 240V. Điện áp đầu ra là 68V 1200W, 17,7A. Đấy, cái nguồn này là sử dụng cho cái mặt là Zidane 6024 nhá, thì nó sẽ ra full công suất là 60V 24A. Đấy. Thế còn ngoài ra thì nó có thể sử dụng cho các mặt nguồn như là 6018, 6014. Các mẫu như là RD6014, 6018 là bên em không bán. Bên em chỉ bán dòng là 6024 thôi. Đấy. Bên em bán trên Shopee hoặc các bác có thể mua gọi điện trực tiếp nhé. Đây là cái phụ kiện bán kèm này. Các bác có thể mua cái phụ kiện này. Đây là bộ cáp USB để kết nối máy tính cộng với cả kẹp cá sấu 25A. Đấy, kẹp cá sấu của chính của cái hãng này sản xuất luôn. Cái bộ này, này đây. Dây là tương đối dài nhá. Đây là cái mặt nguồn của nó này. Bên em bán thì thường là sẽ là nguyên siêu, còn bác nào cần lắp ráp thì bên em sẽ ráp sẵn cho mọi người nhé. Còn đây là cái hộp của nó này. Hộp của nó đây. Đây là cái vỏ hộp và cái nguồn ở bên trong. Bên trong nó có phụ kiện đầy đủ, nó nguyên zin thì nó như thế này. Đấy, khi mọi người tháo ra thì nó sẽ có một cái đây nhá. Nó sẽ có đây là cái khung này. Đây là cái lắp này. Đấy. Và bên trong này nó sẽ có một cái nguồn như thế này. Đấy, cái nguồn RD1200 nắp vào đây. Video lắp thì em cũng đã hướng dẫn rồi. Nào rảnh em sẽ làm lại một cái video khác cho mọi người. Sau đó là nó sẽ có một cái gói ở đây. Cái gói này nó bên trong nó có dây rút này, có chặn quạt, có công tắc này, có phích cắm này. Đấy, có dây điện các thứ là người ta đã gói sẵn đầy đủ ở trong này rồi. Nó theo cái hình vẽ là về các bác thì chỉ việc ráp là xong thôi. Đấy là người cái bộ này đây. Bên em bán rời tất cả các linh kiện này hoặc các bác mua theo bộ cũng được. Bên em bán hết, cái gì cũng bán. Ví dụ mặt nguồn bán riêng này. Cục nguồn này cũng bán riêng này. Vỏ hộp này cũng bán riêng này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể mua cái... Bác nào có nguồn rồi có thể mua cặp dây này. Dây này của nó là dây silicone mềm. Có kèm cáp USB. Nguyên ở trong một cái túi như này. Đấy, về các bác sử dụng. Thì bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ thôi. Đây em bóc một cái mới cho mọi người xem nhé. Nguyên siêu thì nó như thế này. Bóc ra về mọi người bóc ra. Bác nào mà cần cái sản phẩm này của bên em là có kèm cả wifi bên trong nhé. Cả wifi về mọi người lắp vào. Cả wifi. Chặt quá nhỉ. Đây. Đấy. Đây là một cái tờ hướng dẫn này. Cái giới thiệu sản phẩm đây. Cái sản phẩm chính nó là cái này. Đi kèm nó có một cái cảm biến nhiệt độ này, chân bắt này. Cả wifi là cái nhỏ nhỏ này nhá. Có cả wifi này. Đây là cái cầu chì này. Cầu chì thì thường là bỏ. Ví dụ em nắp thì em toàn bỏ đi thì để làm gì. Cầu chì để dự phòng trong cái trường hợp là các bác làm chập cháy hay là gì gì đấy, nó hỏng cầu chì thì thay. Đây, trong máy nó sẽ nó chỉ đi kèm một cái cầu chì. Mua nguyên zin thì nó có cầu chì nhé. Còn bình thường bên em không, cầu chì người ta lắp sẵn rồi. Nếu không may nó cháy là nó là người ta làm một cái để lắp vào đây rồi thì mọi người cứ việc lắp vào đây là xong thôi. Đấy, là nguyên zin nó như này. Ở đây là lắp pin nhớ nhé. Mọi người muốn nó nhớ giờ thì mua quả pin lắp vào đây nhé. Quả pin nhớ của nó là quả pin 1220 thì phải. Quả pin này thì bên em cũng không có, thì hôm nào em mua thì em cho kèm các bác riêng. Đấy, thế còn ở đây là không có. Đi theo máy là không có đâu. Bởi vì cái hàng này là hàng nó nhập khẩu nên là người ta không cho pin đây để tránh cái trường hợp bị cháy lổ. Có một kiện cho anh, thì anh đang quay video. Có một cái máy viên tần. Đó là cái nguồn Zidane 6024. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Point more of Ben 12.